Xin kính chào các quý khán giả của Bí Quyết Thành Công. Thưa các bạn, thời gian gần đây thì dường như hai chữ tham tiền đã không còn bị xem là tư tưởng xấu nữa. Khi một người được hỏi anh có tham tiền hay không, nếu câu trả lời là có thì anh ta thường được nhận xét như thế này: người này có chí làm giàu hay là người này có cá tính? Ừ thì tham tiền cũng không phải là xấu, quan trọng là kiếm tiền như thế nào mà thôi. Hay là nếu như làm ăn chân chính thì tham tiền cũng không sao. Thế nhưng Bí Quyết Thành Công thì cho rằng tham tiền là không tốt, đặc biệt là chuyện giang hồ đội lốt doanh nhân lên mạng giao giảng đạo đức, tích cực đi làm từ thiện của Nguyễn Thị Dương và Nguyễn Xuân Đường. Thực chất ở đây chỉ là cái vỏ bọc hoàn hảo của đôi vợ chồng ông trùm Đường Nhuệ hoạt động theo kiểu xã hội đen ở quê lúa Thái Bình, gần đây bị xã hội lên án. Và ngày hôm nay thì các bạn hãy cùng với Bí Quyết Thành Công tìm hiểu về mặt trái sự thật về Đường Nhuệ và bài học cảnh tỉnh cho những ai muốn làm giàu nhanh chóng nhé. Bí Quyết Thành Công là nơi mà các bạn sẽ nhận được những bài học, những bí quyết kinh doanh và cuộc sống. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày trên kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn chỉ cần gõ từ khóa Bí Quyết Thành Công trong ô tìm kiếm của YouTube sẽ tìm thấy những video hay nhất của chúng tôi. Hoặc đơn giản hơn thì các bạn hãy nhanh chóng bấm nút đăng ký và bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh để khi chúng tôi ra video thì các bạn sẽ là người nhận được những bài học nhanh và sớm nhất. Các bạn thân mến, chỉ đến khi bị bắt thì nhiều người mới hiểu rõ được bản chất của những kẻ này. Qua điều tra của cơ quan chức năng và cung cấp của người dân thì giang hồ núp bóng doanh nhân Đường Nhuệ luôn coi trời bằng vung. Theo tài liệu điều tra thì khoảng 10 giờ 40 phút ngày 30 tháng 3, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải Phúc Cường là anh Trịnh Ngọc Anh và anh Nguyễn Đức Dương có vận chuyển một gói tài liệu của công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương từ Thái Bình đi về Hà Nội. Do người vận chuyển và người nhận không thống nhất được địa điểm giao hàng nên đã xảy ra mâu thuẫn và giao nhận hàng muộn hơn dự kiến. Sau đó, Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, sinh năm 1971, là chồng của một nữ đại gia bất động sản tên là Nguyễn Thị Dương ở Thái Bình, đã gọi điện đe dọa, yêu cầu nhân viên công ty Phúc Cường về Thái Bình gặp Đường. Khoảng 18 giờ 20 phút cùng ngày, nhân viên công ty Phúc Cường đến nhà Nguyễn Xuân Đường, cũng chính là trụ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương. Tại đây, Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương đã tra hỏi rồi đe dọa nhân viên công ty Phúc Cường. Sau đó, Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh, sinh năm 1992, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, và Phạm Ngọc Quý, sinh năm 2003, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, đã đánh nhân viên của công ty Phúc Cường, gây ra thương tích 14%. Từ vụ việc này, thì đến ngày 7 tháng 4, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh và Phạm Ngọc Quý để điều tra về hành vi gây thương tích cho nhân viên công ty Phúc Cường. Thấy vợ mình bị công an bắt giữ, thì Nguyễn Xuân Đường đã bỏ trốn tại địa phương và bị bắt vào tối ngày 10 tháng 4 sau khi Công an tỉnh Thái Bình phát lệnh truy nã đối tượng trên toàn quốc, đồng thời triển khai lực lượng truy bắt. Trước khi bị bắt giữ thì vợ chồng Đường Dương đã nổi tiếng không chỉ ở tỉnh Thái Bình với mức độ chịu chơi, chịu chi, mà đôi vợ chồng này còn nổi tiếng trên mạng xã hội bởi sự hào nhoáng thích khoe của bằng những bữa tiệc xa hoa các bạn ạ. Năm 2015 thì vợ chồng Đường Dương đã chi gần nửa tỷ đồng để mời ca sĩ đến hát tại nhà riêng để mừng kỷ niệm 10 năm ngày cưới của họ. Và theo hợp đồng biểu diễn thì cát xê của nam ca sĩ Hà Thành này là 450 triệu đồng cho 10 bài hát tại nhà riêng. Đây là một con số khiến nhiều người phải bất ngờ đúng không nào? Và tiếp đó thì vào năm 2016, vợ chồng Đường Dương cũng đã khiến mọi người phải sửng sốt khi mời gần 50 nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, người mẫu tới tham dự và biểu diễn tại sinh nhật của bà Nguyễn Thị Dương. Ngoài dàn khách mời hoành tráng trên thì tại buổi tiệc sinh nhật còn được chủ nhân chăm chút tỉ mỉ như hoa trang trí trong bữa tiệc là hoa tươi, được nhập khẩu từ Hà Lan và chở bằng 2 ô tô tải. Số lượng hoa nhiều tới mức gần chục người thay nhau cắm trong 3 ngày 3 đêm liên tiếp. Và chỉ riêng tháp hoa hồng đã có số lượng lên tới 3.700 bông hoa, tượng trưng cho 37 tuổi của nữ đại gia này. Chưa dừng lại ở đó thì trên trang Facebook cá nhân của cặp vợ chồng Đường Dương còn chia sẻ hình ảnh gặp gỡ giao lưu với một số lãnh đạo cao cấp khác. Cặp đôi Dương Đường cũng rất thường xuyên khoe những lần đếm tiền với hàng chục cọc tiền mệnh giá lớn, thể hiện sự giàu có trên trang cá nhân khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Trước khi bị khởi tố thì Nguyễn Xuân Đường được cho là người có đam mê với môn võ thuật, lấy danh xưng là võ sư Đường Nhuệ. Nguyễn Xuân Đường từng tham gia một số bộ phim theo thể loại giang hồ mạng được phát trên YouTube cùng với Phú Lê, Cú Thóc, như series Chạm Mặt Giang Hồ hay là Luật Lệ Giang Hồ, rồi thì Tỷ Phú Đề Đại Gia. Những bộ phim này có hàng triệu lượt view và gây ra ảnh hưởng xấu đến một bộ phận giới trẻ hiện nay.
Trên các mạng xã hội cũng như trong các bộ phim đã đóng thì Đường Nhuệ và các giang hồ mạng thường xuyên nói về việc sống có tâm hay là sống có đức, khuyên dân khi mọi người phải làm việc thiện, sống có nghĩa khí. Không những vậy, địa chỉ công ty bất động sản của vợ chồng Đường Nhuệ còn là một địa chỉ rất hay tổ chức làm từ thiện, làm thiện nguyện tại nhiều nơi. Tất cả đã tạo thành một hình ảnh lộng lẫy, sống đẹp của cặp đôi quê lúa này. Trên trang cá nhân thì vợ chồng Đường Nhuệ thường xuyên khoe những chuyến đi từ thiện hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng các bạn ạ. Thưa quý vị, thế nhưng bộ mặt thật của giang hồ online đã bị lật tẩy. Việc tham tiền có thể là động lực để nhiều người có thể làm việc hăng say hơn, tập trung hơn, thậm chí là giúp cho họ quan tâm hơn đến việc nâng cao trí thông minh tài chính của mình. Tuy nhiên, nó lại là con dao hai lưỡi. Tư tưởng tham tiền đã khiến người ta trở thành những cỗ xe kiếm tiền không phanh, không biết khi nào nên dừng lại. Và đặc biệt là khiến họ phớt lờ nhiều giá trị sống tốt đẹp của con người, giống như giang hồ Đường Nhuệ. Là một người nổi tiếng trên mạng xã hội cùng hình ảnh với những anh hào trong giới giang hồ online, khoe khoang ra thế giàu có, rao giảng đạo nghĩa làm người và tích cực làm từ thiện. Nếu nhiều người đã cả tin vào hình ảnh một nửa sự thật đó, và nếu như không có ngày xa lưới pháp luật, thì những hành động, những lời nói mang đậm chất đạo đức giả của kẻ giang hồ online như Đường Nhuệ sẽ vĩnh viễn sống dưới ánh hào quang của một kẻ được cho là nhân nghĩa và tốt đẹp, đúng không nào các bạn? Quả thật là sau khi bị bắt giữ thì đôi vợ chồng đại gia này đã gây sóng gió trên mạng xã hội cũng như dư luận Thái Bình khi mà hàng loạt bài viết tố cáo hành vi được đăng tải. Nhiều người đã lên tiếng cho rằng vợ chồng Đường Dương là nỗi ám ảnh của giới kinh doanh Thái Bình suốt một thời gian dài với những hành vi như là chèn ép theo kiểu lưu manh khiến nhiều người phải sợ hãi. Theo những lời chia sẻ đó, thực chất thì công ty của vợ chồng Đường Dương chỉ là một cái vỏ bọc để hai vợ chồng này thực hiện hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi và sử dụng vũ lực đe dọa các doanh nghiệp, các cá nhân khác trong các vụ đấu giá đất ở Thái Bình. Trong những vụ đấu giá đất thì vợ chồng Dương Đường thường dùng chiêu trò đe dọa, buộc những người tham gia đấu giá phải rút lui hoặc sử dụng theo kiểu quân xanh quân đỏ để nhường chỗ cho hai vợ chồng hắn trùng đấu giá. Để làm được những việc đó thì dưới trướng của hai vợ chồng Đường Dương này luôn phải có nhiều đối tượng giữ dằn xăm trổ, luôn sẵn sàng tuân lệnh của đại ca. Chính vì vậy mà ngay trong tháng 3 năm 2020, công ty bất động sản Đường Dương đã tiếp tục tham gia đấu giá dự án khu dân cư ở xã Vũ Ninh, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Dự án có 46 lô đất với diện tích gần 100m² mỗi lô, nhưng có tới 700 hồ sơ đăng ký. Dù tỷ lệ chọi rất cao, thế nhưng không biết bằng cách nào mà công ty bất động sản Đường Dương đã trúng được hơn 30 lô đất. Việc này cũng được đại gia Đường khoe khoang trên trang Facebook cá nhân của mình. Ngoài ra thì với nhiều hành vi chèn ép, dọa dẫm, kìm hãm sự phát triển, thậm chí là quỵt nợ cũng được một số doanh nghiệp nhỏ tố giác. Chính hành vi đó đã khiến họ phải khốn đốn trong nhiều năm. Một chủ cửa hàng vật liệu xây dựng ở Thái Bình cũng cho biết vợ chồng Dương Đường mua nợ nhưng không chịu trả tiền. Và gần đây nhất là trong năm 2019, chủ doanh nghiệp chế biến sản xuất gỗ Lâm Quyết là gia đình ông Nguyễn Văn Lâm và bà Phạm Thị Quyết có nộp đơn trình báo tố giác Nguyễn Xuân Đường chỉ đạo nhóm người xăm trổ mang theo hung khí đến trụ sở của công ty Lâm Quyết để xiết nợ rồi đập phá đồ đạc, đuổi công nhân ra ngoài, lấy đi tài liệu, sổ sách. Trước đó thì ông bà Nguyễn Văn Lâm và Phạm Thị Quyết từng vay hơn 1,7 tỷ đồng của Nguyễn Xuân Đường. Hợp đồng không ghi lãi suất và thời hạn trả nợ, thế nhưng trên thực tế thì các bên thỏa thuận trả lãi là 2.000 đồng một triệu trên một ngày. Sau đó, dù ông Lâm bà Quyết vẫn đang trả nợ, thế nhưng Đường Nhuệ vẫn yêu cầu phải ủy quyền hoặc bán lại nhà xưởng công ty Lâm Quyết cho mình. Giá trị của nhà xưởng khoảng 7 tỷ đồng. Do không nhận được sự đồng ý, thì ngày 4 tháng 10 năm 2017, ông Đường đã cho người tới nhà xưởng này để đe dọa, đuổi người trông coi ra ngoài và ở lại đó đến ngày 19 tháng 10 năm 2017. Quá trình này thì các đối tượng đã đập phá đồ đạc bao gồm cả bàn thờ ở công ty, đồng thời liên tục đe dọa gặp ông Lẫm ở đâu thì sẽ giết tại chỗ đó. Anh Hà cũng giữ ghi âm thể hiện nội dung ông Đường nói với bố mình như sau: với một thằng nghiện, chỉ vì một tép thuốc thôi nó có thể giết người. Mày lên công an mày khai báo mày nợ á? Xong cái kiểu mà như những con nợ khác á? Mày nhầm rồi, tao là Đường. Tao sẽ hy sinh một thằng đàn em tao, tao nuôi trong tù. Bố mày chơi nhiều thằng chết chứ không phải mình mày chết đâu, hiểu không? Nghe đến đây thì các bạn cảm nhận như thế nào? Hiện tại thì cơ quan điều tra công an tỉnh Thái Bình đang mở rộng điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản của Nguyễn Xuân Đường, hay còn gọi là Đường Nhuệ. Về một số thông tin cho biết, việc đối tượng này còn có cả hành vi bảo kê rồi lấy tiền khi một số người dân tại Thái Bình đưa thi thể nhân thân đi hỏa táng vẫn còn đang được cơ quan công an xác minh làm rõ.
Các bạn thân mến, theo nhiều nguồn tin thì rất nhiều người đã đưa tiền cho vợ chồng Đường Dương để làm tín dụng. Thế nhưng bây giờ, khả năng cao là không thể lấy lại được vì cả hai vợ chồng đều đã bị bắt. Ngoài ra thì những người cung cấp vật liệu cho hai vợ chồng này đang xây nhà cũng rất có thể phải ngậm ngùi vì mất trắng. Còn dư luận người dân Thái Bình thì những ngày này lại cực kỳ vui mừng bởi một cái gai đã được nhổ, bởi có những lúc họ tưởng rằng Đường Dương là một thế lực không thể động vào. Và qua vụ án của Đường Nhuệ thì Bí Quyết Thành Công xin được chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một câu chuyện về bài học nhân quả, báo ứng và làm giàu. Mong rằng những ai vì tham tiền người khác mà bất chấp thủ đoạn để làm giàu nhanh chóng. Cổ nhân ngày xưa có câu, phúc phận của ai thì người đó hưởng, chiếm đoạt lợi ích của người khác là trái với thiên lý. Nợ tiền đền tiền, nợ mạng đền mạng. Thời gian có thay đổi, lòng người có thay đổi, thế nhưng thiên lý thì sẽ không bao giờ thay đổi. Có một chuyện kể rằng, xưa kia có một người tên là Đông Ngạc Lạc. Anh ta làm việc trong cung vua. Anh được phái đến một vùng có tên là Nãn Lạp Tư, nay chính là thủ phủ của khu tự trị Tân Cương. Để tránh được cái nóng oi bức ban ngày, anh ta quyết định hành trình vào ban đêm. Một đêm nọ, khi anh chàng Ngọc Lạc này đi được nửa quãng đường đã định, anh ta quyết định nằm nghỉ một chút cạnh gốc cây. Bỗng nhiên có một người đàn ông đi đến. Ông ta tự giới thiệu tên là Lưu Thanh, là cấp dưới của viên quan Trần Trúc Sơn, một người quen của Đông Ngạc Lạc. Sau một hồi lâu nói chuyện, thì Lưu Thanh có lời nhờ Đông Ngạc Lạc rằng: "Anh có thể làm ơn chuyển lời nhắn của tôi tới một người đầy tớ có tên là Hỷ Nhi ở phủ quan Trần Trúc Sơn là. Xin hãy trả lại tôi 300 đồng vì tôi đang trong cảnh túng thiếu." Thấy vậy thì Đông Ngạc Lạc bèn nhận lời. Và vào hôm sau, anh tìm đến gặp Trần Trúc Sơn và Hỷ Nhi để chuyển lời nhắn của người đàn ông tên là Lưu Thanh. Nghe xong lời nhắn này thì Hỷ Nhi đổ mồ hôi đầm đìa và kinh ngạc sợ hãi. Đông Ngạc Lạc thấy vậy liền thắc mắc và hỏi anh ta có chuyện gì. Hỷ Nhi sợ hãi đáp lại: "Lưu Thanh đã chết vì bệnh từ lâu rồi mà." Nghe đến đây thì chắc chắn là nhiều người sẽ phải giật mình. Sự việc là như thế này. Trước đây khi còn sống thì Lưu Thanh đã làm việc cho Trần Trúc Sơn. Trần Trúc Sơn nhận thấy rằng Lưu Thanh làm việc chăm chỉ và cần cù, nên khi biết tên Lưu Thanh chết, Trần Trúc Sơn đã ban thưởng 300 đồng cho anh ta. Ông ta đã nhờ Hỷ Nhi dùng tiền đó để phúng viếng cho đám ma của Lưu Thanh. Hỷ Nhi biết là Lưu Thanh không có họ hàng thân thích gì, nghĩ rằng không ai biết được việc này thì nên đã biển thủ số tiền đó. Ai ngờ rằng giờ đây Hỷ Nhi bị hồn ma của Lưu Thanh đến tận nơi đòi nợ. Khi Trần Trúc Sơn nghe xong đã không khỏi sợ hãi, trước đây ông không bao giờ tin vào sự tồn tại của các sinh mệnh ở các không gian khác nhau. Ông thường cho rằng hồn ma là do trí tưởng tượng của người đời mà thôi. Khi nghe Đông Ngạc Lạc tỉ mỉ kể về cuộc nói chuyện của anh với Lưu Thanh thì Trần Trúc Sơn nói trong sự sợ hãi rằng: "Những gì mà Lưu Thanh nói hoàn toàn là sự thật. Tôi từng tin rằng người ta sợ bị bắt khi làm điều xấu nên chỉ làm khi không có ai phát hiện ra. Tới bây giờ thì tôi mới phát hiện ra rằng ma quỷ không tồn tại là sai lầm. Với những ai đã làm điều xấu thì tôi cảm thấy lo lắng thay cho họ." Các bạn ạ, vào thời đại ngày nay, khi mà đạo đức không còn được chú trọng và thay vào đó thì người ta tôn sùng cuộc sống vật chất và tìm mọi cách để sao cho những thời khắc trước mắt họ có nhiều thứ có thể nhất. Họ cũng không còn tin vào những lời truyền lại của tổ tiên rằng thiếu tiền đền tiền, thiếu mạng đền mạng. Thế nhưng cho dù ngày nay họ không tin thì ngày mai họ sẽ được chứng kiến thiên lý, không dung những việc làm trái đạo lý. Giống như ví dụ điển hình là vụ án vợ chồng Đường Nhuệ với Mark là doanh nhân thành đạt giàu có, luôn làm từ thiện, thế nhưng thực chất lại là giang hồ sống bất nhân với những hành vi kiếm tiền bỉ ổi mà cả xã hội đều lên án. Qua đây chính là bài học cảnh tỉnh cho những ai muốn làm giàu nhanh, làm giàu bằng cách chiếm đoạt tài sản và tiền của người khác. Sự giàu có vững chắc của một người sẽ được bảo đảm bằng quan điểm đúng đắn của anh ta về tiền bạc. Hay nói cách khác là chỉ số thông minh tài chính của anh ta, chứ không phải là hành vi làm giàu bằng mọi giá. Tham lam, giận dữ, ngu dốt chính là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Con đường làm giàu chân chính thì nhất định không thể có những tính cách như vậy. Muốn xã hội tốt đẹp hơn thì chúng ta nhất định không nên thỏa hiệp với những tính cách như thế. Cho nên, nhất định không nên cổ suý và thỏa hiệp với những tư tưởng làm giàu bi ổi, bất nhân như vậy được. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Bí Quyết Thành Công ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chúng tôi.